Cô chú và anh chị, xin chào cô chú và anh chị và các bác nhá. Hôm qua mùa anh ạ, cạn hết nước các bác ạ. Còn mấy cái này em vẫn nốt các bác ạ. Về đêm các bác nhá. Rẻ lắm. Thôi rơi thiệt thôi. Đuổi đuổi. Đấy. Có đuổi đấy. Đúng đùm là các bác này. Đây này. Đấy đấy. Đấy lườn đấy các bác ạ. Lườn đấy. Đấy. Rồi. Cái đèn này hôm nay em cầm nó hơi tối. Này cứ được một hai con thôi, đó không được nhiều như hôm qua. Đây em bật cái lực sáng lên lên này. Các bác có dễ nhìn đây. Đây là lưới chim này các bác này, lưới chim. Cứ con một à. Rất đẹp một con một. Cái ống nãy là có đánh lại chắc bác thắng gì đấy rồi. Thấy vết nhăn lên. Ốm qua các bạn ạ. Đây em đánh thử lắm. Em không có đánh giày đâu. Đây, đây mới đánh như. Đây đánh giày lấy hết. Có lườn đấy. Đây có lườn thì không các bác nhắc lên như này là biết rồi. Biết là có. Dìm xuống nhắc lên. Nó có hay không các bác nhìn ra biết vậy. Đây là nốt cái. Nốt cái này. Bài này em quay cho các bác mấy cái rồi. Không xìm cái này. Cái này không xìm. Nó không được nhiều như hôm qua. Nó chỉ được một hai con một ống. Bài này đánh lại người ta rồi. Cho nên nó chỉ được có thế. Đánh bài này 5-6 cái. Em biết chứ. Ôi hôm nay xịt thì nó không đáng kể đâu, nhưng mà lươn này thì nó chắc là nhỏ nhỏ và các bác ạ. Đánh lại các bác hết rồi. Không, mối nối này to lươn nhưng mà không biết vì sao đánh nguyên lươn con. Lươn cái mạng đấy bé mà không. Nó khổ quá các bác ạ. Lươn này to quá. Lươn tàu, lươn thả đồng thì nó to và bảo nó có mấy vết chết rồi. Cứ còn là to là chết không, vẫn sống có sáu các bác. Cứ còn với hai còn một buồn cười thế để. Ở lân quanh đây thì em thả khắp lượt rồi. Thật. Cho nên em phải chạy.
Hôm nay thở ra được các bác ạ. Ui giời, nín hết cả mũi. Giờ Tết thì đi hai hôm mình làm này mấy đồ nhỏ này đi. Như hôm nay mà sao họ không đấy đi cho em gì. Nó dày như lây này các bác. Bươi các bác ống mà chết này. Còn là hai con nữa. Đi lấy tôi cái nối từ đây đánh xung quanh là từ đây chắc là bộ đội nhá. Đi xung quanh. Đấy, không đấy ông chẳng biết được. Lấy cái con nằm đầu tôi vào xung quanh. Còn đi tìm trong núi. Trong núi đây. Quánh những cái chỗ thấy có vết rồi mà chết rồi. Suốt ngày quánh rồi. Đây. Chỉ vết ông Thắng thôi. Rất nhiều người kẹp bị cạn mất 10 cái quánh vào sóng thuận lợi vậy lúc này chạy rồi một 10 phát thế quánh đến 1:30 về nhà rồi anh báo rồi đến chiều nó cạn nhè như thế đó ôm mẹ ôm này dù đất ngoài luôn vớt ngoài thế ạ. Cái xịt nhau thôi nha. Nằm ở mưa sớm thì tôi ngồi ở trong quán gặp chợ đây có chút quánh mà quành thì mà hôm đấy còn là bỏ lắm xong có cái ông chỉ bác đi vào cái ngách kia nó có một cái đường đây thấy được có con ở ruộng có rồi thuốc làm rồi ở ruộng thì nó vẫn nhiều luôn bên đấy ruộng nhiều luôn à thế này em mò vào rồi đồng thế thì mà quăng vào đánh nào còn một hai con này luôn cái này đánh đây các có đây bị đánh rồi mà tôi thế này cái này lươn mặt đấy nó chỉ như này đây có vài năm trước tôi đánh gỗ thì nó còn có những cái núi này những năm trước là đánh 17-18 rồi núi này xe vẫn còn nhau bác nhá. Quay con này nào nó hình người ra. Già
suốt ngày hôm làm được. Hôm qua hôm nay luôn. Đấy cắn luôn hôm nay được 2 con. Cháu vừa về đây bà. Cháu vừa về đây. Anh em chưa thả là mình thả lại là lấy có tuyến thì anh em thả rồi mình thả lại lưa nó nhỏ hơn, có chỗ anh em nó cũng chả biết. Còn đừng còn hết các bạn, 4 cái lưỡi nha bác nhá. Ui giời, 3 ống đảo 3 con mà em không còn một cái gì được. Biết ngay là mất một cái ống, không biết là hôm qua mất hay hôm xưa mất. Có cái em rất nhớ cái đấy, em vừa làm ông dập cái cuối cùng nha bác nhá. Đường nó ra nhìn bé quá, nó ra này ít hơn hôm trước nhiều. 4 cân rồi, 4 cân rồi các bác, không được hơn đâu. Để em rửa đâu em cân thử nhá. Bác xem video thế này cho em xin một like, một lượt chia sẻ nha. Xin chào các bác, hẹn các bác video tiếp theo.